Ok các bác thân mến à, Các cụ ta thường nói là à, cườm vừng thì à, giọng thổ và cườm nổ thì giọng kim à, trên màn nhỏ các bạn là chú chim khổng nồ à, đây là giống chim mà mình khẳng định với các bạn là giọng cực kỳ thổ luôn và chú chim này được một năm rưỡi tuổi rồi nếu như các bạn nhìn kỹ cái bộ cường của nó đây là cái bộ cường quá là ok luôn và cái đầu của nó rất là nhọn mỏ đinh Đó. Thì chú chim này nó đã rất là thuần thục rồi đó và nó gù 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 là gù rất là ok nếu như các bạn ốp vào những con chim lạ nó gù và các bạn chơi thì chú chim này là anh em mình sẽ đăng đặt tên cái số cũng khá là đặc biệt bởi vì cái hình thức của chú chim này thì các bạn thấy là nó cũng uh, ngực, ngực đây ngực hồng nó và <laughs> đây là là cái hình hài của chú đây. Cường này đó mình zoom sát vào đây để các bạn nhìn rõ cường đó anh em nào nhanh tay nhanh mắt để theo dõi kênh chim cô gáy mình sẽ đăng từng con và chi tiết từng chú một đây cái này là mình vừa bắt vào lồng đây để cho nó uh, mai thì, uh, tí nữa sẽ gắn cái số khách hàng ở đây và <laughs> chú chim này thì uh, cái một số cái ưu điểm như sau thứ nhất là giống đây là giống chim kích thước lớn thứ hai là về hình hình dạng bộ mã thì đây là chú chim là thiên về ưa nhìn cân đối chân to và mốc chân Đó, chân mốc và cái cườm của nó là cườm vừng cườm dày và cái đầu của nó là đầu đầu phớt phớt xanh mỏ mỏ dài mỏ mỏ và cái con chim thì rất là trường cái ưu điểm tiếp theo là chú chim này là chú chim nó là chú chim đẻ ra nuôi lên ra là nó cũng rất là thuần à, đưa đưa cu ra đi Chú chim này là rất là thuần đó Đấy, mặc dù là cậu con trai này đứng gần đây là nhưng mà nó cũng không có cái vấn đề gì cả Đấy. thì các bạn nên nhớ là chú chim này rất là thuần và mình đặt tên cái clip của cái uh, clip này là clip số 50 clip số 50 thì sẽ uh, đưa ra cái uh, cái, cái uh, Mức để cho cái chủ nhân mới để mình chuyển nhượng sang là mức 1 triệu 500 ngàn đồng Và đây là chú chim có cái chân mình thấy là khá ưa nhìn Và cái uh, cường, cái mắt và độ thuần Mình bảo hành đây là con chim trống và đây là giọng thổ xịn Đó thì uh, uh, riêng uh, cái uh, kênh bán hàng uh, qua mạng rất nhiều Nhưng mà với cái quan điểm của Thao Chim Cô Gáy là Hàng ngày hàng giờ uh, Thao Chim Cô Gáy luôn luôn giữ chọn niềm tin và luôn luôn khẳng định những cái lời nói của mình ra là ok thì anh em ở trong miền tây miền nam hoặc là ở những vùng miền khác nhau trên toàn quốc đó, thì có thể là alo mình sẽ um, giao lưu với các bạn và đây là chú chim là clip số 50 các uh, tính chất của nó là rất ok đó, đầu nhọn mỏ đinh cườm vừng và được một năm rưỡi tuổi khoảng một năm rưỡi tuổi à, để cho anh em chơi và giá cho con chú chim này là một triệu năm trăm ngàn đồng sẽ sang tên cho bạn nào nhanh nhất hay theo dõi kênh của mình nhất đó bao gồm là chú chim này nó sẽ được gửi đi nếu như trong phạm vi khu vực miền trung miền bắc thì mình sẽ gửi đi à, miễn phí còn khu vực miền nam thì anh em ở xa chắc là cũng phải giả tiền cước thế thì vừa à, các bạn à, sẽ thường xuyên theo thì hàng ngày mình sẽ ra cái clip của từng con chim một và tất cả những cái thông tin là thông tin chính thống do thao là số điện thoại là 01 63 53 05 982 mình tên là